Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, trong quý 1 vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại đã chính thức thực hiện động thái cắt giảm lãi suất huy động thêm 0,1 đến 0,5 điểm phần trăm tùy từng kỳ hạn. Những ngân hàng thuộc nhóm Big Four như Vietinbank, BIDV cho tới các ngân hàng tầm trung như VPBank, VIB hay Techcombank đều có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong 3 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, huy động tiền gửi vẫn có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm liền trước. Vậy đâu là cơ sở để các ngân hàng thực hiện giảm lãi suất huy động trong thời gian vừa qua? Giảm lãi suất huy động, bao giờ giảm lãi suất cho vay? Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này sẽ đề cập tới những vấn đề nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp lãi suất ngay sau đây của chúng tôi. Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại ghi nhận giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 1 năm 2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank thực hiện giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống còn tối đa 0,6% trên một năm, giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn xuống còn từ 7,5% trên một năm đối với khách hàng là đối tượng ưu tiên theo thông tư số 39 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước, có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. Ngân hàng Vietcombank giảm 0,1% lãi suất huy động cá nhân ở các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng xuống mức 4,1 đến 5,3%. Trong biểu lãi suất mới của Techcombank áp dụng từ tháng 4, kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng đã giảm mạnh từ 0,3% đến 0,5% trên một năm và hiện ngân hàng này chỉ huy động ở mức lãi suất 6,1% trên một năm. Tại VPBank, lãi suất tiền gửi cũng đã có sự điều chỉnh theo hướng giảm. Trong tháng 3, VPBank đã có tới 3 lần giảm điều chỉnh lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn với mức giảm từ 0,2% đến 0,3% trên một năm so với trước. Hiện mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 2 tháng tại ngân hàng này chỉ còn 4,8% trên một năm, kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng là 4,9% trên một năm. Những ngân hàng thương mại cổ phần khác như SHB, VIB, MBBank cũng đã có sự điều chỉnh giảm lãi suất huy động theo hướng giảm ở một số kỳ hạn ngắn. Ngân hàng Vietinbank cũng đã hạ lãi suất đầu vào khá mạnh, chẳng hạn ở kỳ hạn tiền gửi 6 đến 9 tháng, mức lãi suất hiện tại chỉ còn 5,2% đến 5,3% trên một năm, giảm tới 0,5% trên một năm so với cuối năm ngoái. Thưa quý vị, thừa thanh khoản là cụm từ được nhắc đến nhiều trong năm 2017 cũng như quý 1 năm 2018 khi nhắc đến hệ thống các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng phải nằm trong hạn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước, thì rõ ràng việc thừa thanh khoản sẽ là tiền đề để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất đầu vào. Ghi nhận sau của chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong quý 1 năm nay, tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2017, cùng kỳ năm 2017 tăng khoảng 4,3%. Trong khi đó, huy động tiết kiệm lại có xu hướng tăng so với quý 1 năm liền trước. Tăng trưởng huy động quý 1 năm 2018 tăng 3%, năm 2017 con số này chỉ là 2,6%. Cung lớn, cầu thấp là cơ sở cho việc giảm lãi suất tiền gửi. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc này đến từ chủ yếu là đến từ lượng cung. Và lượng cung của ngân hàng thì lượng cung đến từ việc gửi tiền của khách hàng và ngân hàng vẫn là khá là dồi dào. Thêm một điểm nữa rằng là các ngân hàng bây giờ cũng đã rất là thận trọng để bảo toàn vốn của mình. Do vậy họ sẽ không cho vay tràn lan, dẫn đến là cái lượng cầu tiền của ngân hàng sẽ thận trọng hơn. Và chính từ yếu tố đến từ lượng cung và lượng cầu nên làm cho là lãi suất trong tháng 3 giảm cũng là khá hợp lý. Về cái thanh khoản của các ngân hàng này tốt và cái đầu ra của họ, họ cân đối giữa đầu vào và đầu ra. Ví dụ như là cái đầu vào là cái nguồn tiền huy động tiền gửi của họ tăng khá, trong khi là cái nguồn tăng trưởng tín dụng đầu ra của họ thì tăng chưa thật sự cao. Trong cái bối cảnh chung là quý 1 là cái quý trũng của tăng trưởng tín dụng. Vì thế là có thể có cái hiện tượng thừa vốn ở đây và bản thân ngân hàng là người kinh doanh thì họ cũng phải cân đối giữa cái chi phí đầu vào và chi phí đầu ra. Vì thế cái việc mà điều chỉnh giảm lãi suất huy động là cái tín hiệu hết sức là bình thường, tùy thuộc vào cái tình hình kinh doanh của từng ngân hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy ra nền kinh tế một lượng tiền không nhỏ để mua ngoại tệ, bổ sung vào kho dự trữ ngoại hối quốc gia. Cộng hưởng với việc lãi suất trên thị trường trái phiếu chính phủ và thị trường liên ngân hàng giảm xuống mức thấp, nếu các ngân hàng đẩy mạnh kinh doanh trên hai thị trường này thì sẽ không có lợi nhuận. Do đó, việc các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi để giảm chi phí huy động là hoàn toàn có thể xảy ra trong thời điểm hiện nay, nhất là khi cả chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đều ưu tiên mục tiêu tiếp tục giữ ổn định mặt bằng lãi suất, thậm chí phấn đấu giảm thêm lãi suất cho vay.
Thế thì trong 3 tháng đầu năm thì Ngân hàng Nhà nước cũng mua được một lượng ngoại tệ rất là lớn để đưa vào dự trữ ngoại tệ quốc gia. Thế thì cái việc mà mua cái đó thì phải bơm một khối lượng tiền ra để mua. Thế thì một khối lượng tiền rất lớn được bơm ra để mua thì trên cơ sở đó sẽ làm cho cái cung về vốn trên thị trường nó dồi dào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái lãi suất huy động giảm thì cũng có khía cạnh là trên cái thị trường liên ngân hàng ấy, mà trong thuật ngữ ngân hàng ta gọi là thị trường 2, thị trường mua bán vốn lẫn nhau ấy, thì ngân hàng cũng bằng cách này cách khác bơm và hút tiền trên đó, làm sao nó rất là linh hoạt để cái lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm, lãi suất tuần, lãi suất 28 ngày nó ở mức rất là giảm xuống. Cân đối giữa nguồn huy động và cho vay sao cho phù hợp và hiệu quả cho hoạt động của ngân hàng chính là điều mà các ngân hàng chú trọng. Việc huy động vốn dễ dàng, trong khi nguồn cung vốn ra thị trường đang được Ngân hàng Nhà nước giới hạn qua hạn mức tăng trưởng tín dụng, tạo cơ sở cho các ngân hàng giảm lãi suất trong thời gian qua. Thanh khoản trên thị trường rất là dồi dào. Cái việc huy động vốn của các ngân hàng rất là dễ và cái lượng tiền mà chảy vào các ngân hàng, gửi vào các ngân hàng cũng rất là lớn. Thế do vậy, trong khi đó thì các ngân hàng thì lại cũng có những cái giới hạn nhất định. Chẳng hạn như năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã có một cái thông điệp rất là chắc chắn rằng là cho phép tăng trưởng tín dụng mà không quá 17%. Trong đó thì ngay từ đợt đầu năm này thì Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ cho là ngân hàng nào cao nhất là đến 15% thôi. Ngân hàng sẽ không có cái ý muốn rằng là sẽ lại tiếp tục huy động, bởi vì càng huy động vào mà không cho vay ra được thì sẽ phải lỗ, bởi vì phải chi trả ra mà không có nguồn thu. Và cái điều đó sẽ dẫn đến rằng là lãi suất sẽ dần dần giảm xuống. Áp lực lạm phát đã được giải tỏa phần nào khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 đã giảm trở lại sau 2 tháng đầu năm tăng cao, càng tạo điều kiện cho các ngân hàng có cơ sở để giảm lãi suất. Tuy nhiên, xu hướng này được dự báo sẽ không còn được duy trì trong khoảng thời gian từ nay cho đến cuối năm. Thậm chí, lãi suất huy động còn có khả năng nhích nhẹ tại một số thời điểm. Tôi cho rằng năm nay thì lãi suất huy động đầu vào có thể có những thời điểm sẽ bị nhích lên. Với lý do chính là vì cái xu thế lãi suất trên thế giới năm nay là tăng lên. Trong bối cảnh là các ngân hàng trung ương các nước đang thắt chặt tiền tệ, đặc biệt là Mỹ tăng lãi suất. Xu hướng chung là tôi vẫn cho rằng là lãi suất sẽ ổn định đi ngang, thậm chí là nhích nhẹ tại một số thời điểm chứ khó có khả năng giảm sâu. Tất nhiên là những cái đợt điều chỉnh giảm vừa qua là vẫn hoàn toàn có thể diễn ra trong thời gian tới, nhưng mà nó khó diễn ra trên diện rộng và cái làn sóng và cái mức độ cắt giảm nó cũng ở mức độ vừa phải thôi. Cho nên là cái xu hướng chung từ giờ tới cuối năm thì tôi thiên về một cái xu hướng kịch bản là ổn định nhiều hơn. Tính tới thời điểm hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động Việt Nam đồng tại các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 0,8 đến 1% một năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 4,1 đến 5,5% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 4,8 đến 6% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng. Lãi suất giảm nhưng theo con số thống kê từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong quý 1 vừa qua tăng trưởng huy động ước đạt là 3%, cao hơn mức tăng 2,6% của cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy kênh huy động ngân hàng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn đối với người gửi tiền. 3% là mức tăng trưởng huy động của hệ thống ngân hàng trong quý 1 năm 2018, cao hơn mức 2,6% của cùng kỳ năm trước, theo công bố từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Việc dòng tiền vẫn đổ vào ngân hàng trong thời gian qua chính là do kênh huy động vẫn còn sức hấp dẫn đối với người dân, mặc dù lãi suất huy động có giảm. Tôi nghĩ rằng là trong cái cơ cấu của kinh tế Việt Nam thì cái việc huy động vốn qua kênh ngân hàng nó vẫn chiếm một cái vẫn là một trong những cái kênh khá là chủ yếu tại thị trường Việt Nam hiện nay. Cái kênh mà tiền gửi thì vẫn có những cái đối tượng họ có cái độ trung thành nhất định, đó là những cái người mà họ ưa thích rủi ro ở mức cái khẩu vị rủi ro của họ rất là thấp nên họ vẫn ưa thích gửi tiền vào ngân hàng, hay là những cái người hưu trí hoặc là có nguồn tiền nhàn rỗi nhưng mà họ rất là ngại rủi ro chẳng hạn. Thì cái việc mà giảm lãi suất huy động này, như tôi vừa nói ở trên, là cái biên của giảm nó rất là nhỏ và vẫn chỉ đang diễn ra ở một số ngân hàng, nên là nó sẽ chưa diễn ra cái nó sẽ chưa ngay lập tức dẫn đến cái khả năng là kênh huy động mất đi cái tính hấp dẫn. Ta đã có 2 năm, và đặc biệt năm ngoái chúng ta có một cái mức tăng trưởng kinh tế, tất nhiên có nhiều quan điểm khác nhau về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, nhưng chúng ta hình dung là khi mà một nền kinh tế tăng trưởng liên tục trong vài năm gần đây, ít nhất là 3 năm và đặc biệt là năm ngoái, thì bản thân nền kinh tế nó sẽ tạo ra nguồn vốn nội sinh, tức là hoạt động của doanh nghiệp nhộn nhịp hơn, người tiêu dùng yên tâm tiêu dùng hơn, thu nhập tăng lên, thì cái phần vốn nội sinh đó nó sẽ giúp là cái nguồn vốn huy động của các ngân hàng thuận lợi hơn, và nhất là các cái vốn ngắn hạn để phục vụ cho các cái giao dịch kinh tế hoặc các cái giao dịch tiêu dùng. Theo lý giải của một ngân hàng thương mại nhà nước,
Mặc dù các ngân hàng thực hiện cắt giảm lãi suất huy động tiền gửi tới 0,5 điểm phần trăm so với trước đây, nhưng kèm theo đó là những chính sách khuyến mại, nên dòng tiền vẫn tích cực chảy vào ngân hàng. Số liệu thống kê của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho thấy, hầu hết các ngân hàng thương mại đều tin tưởng huy động tiết kiệm sẽ tăng trưởng trên 4% trong quý 2 năm 2018. Mặt bằng lãi suất đầu vào thì hiện nay là cái cạnh tranh về mặt cái huy động rất là lớn. Big Four, 4 cái ông ngân hàng thương mại với nhau không thì vẫn có cái cạnh tranh với nhau rồi. Các cái loại hình khuyến mại thì cái giá trị của nó cũng rất là lớn, khoảng 12 tỷ. 12 tỷ chúng tôi đã đưa ra và đang triển khai. Tại vì cái này Bộ Công Thương quy định là mỗi một năm anh chị được tổ chức khuyến mại có 2 lần thôi. Thì sớm hơn để đầu năm chúng tôi đã tổ chức một cái chương trình đó để thu hút thêm cái khách hàng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng dòng tiền chảy nhiều hơn vào hệ thống ngân hàng còn là biểu hiện cho thấy sự kém hấp dẫn của kênh đầu tư sản xuất kinh doanh. Môi trường kinh doanh trong nước chưa thu hút được dòng tiền nhàn rỗi trong dân. Nếu như mà trong một xã hội mà người ta gửi tiền tiết kiệm quá nhiều mà người ta lại không bỏ tiền vào sản xuất kinh doanh thì điều đấy chứng tỏ rằng là cái xã hội nó cũng chưa thực sự là thúc đẩy cái hoạt động kinh doanh. Do vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là theo quan điểm của cá nhân tôi thì cái việc mà tăng gửi tiền tiết kiệm thì một phần là nó cũng chứng tỏ cái kinh tế chúng ta phát triển, nhưng đồng thời nó cũng chứng tỏ là chúng ta chưa làm tốt cái môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, chưa có đủ các cái cơ hội đầu tư tốt cho dân cư. Mỗi chính sách luôn tồn tại hai mặt. Việc người dân gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn, phần nào cho thấy niềm tin và tiền đồng của người dân đang ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần có những chính sách phù hợp để làm sao dòng tiền nhàn rỗi không chỉ chảy vào kênh tiết kiệm, mà còn chảy nhiều hơn nữa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo giá trị tăng trưởng cho nền kinh tế. Đợt giảm lãi suất huy động của một số ngân hàng vào cuối tháng 3 vừa qua đã khiến không ít doanh nghiệp hy vọng lãi suất cho vay có thể được điều chỉnh giảm nay mai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, dù lãi suất có giảm trong quý 1 vừa qua, nhưng lãi suất cho vay thời gian tới vẫn khó có thể giảm. Chi tiết được đề cập trong phóng sự sau của chúng tôi. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo lý thuyết đưa ra, giảm lãi suất đầu vào là cơ sở để các ngân hàng hạ giá bán, tức là giảm lãi suất cho vay cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong điều kiện lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trưởng tín dụng phù hợp. Bản thân là các ngân hàng hiện nay khi mà huy động tiền gửi thì họ vẫn luôn luôn nhìn vào cái câu chuyện là lãi suất thực dương, tức là cái lợi ích thật sự của người gửi tiền khi mà lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi cái lạm phát trong năm đó. Thì với cái bối cảnh năm 2018 này được nhận định là lạm phát có nhiều cái dấu hiệu là rủi ro hơn năm 2017, thì các ngân hàng tôi nghĩ rằng là kể cả giảm lãi suất huy động xuống nhưng họ cũng không thể mạo hiểm giảm quá sâu bởi vì vẫn còn đó cái rủi ro lạm phát. Nếu lạm phát tăng quá cao thì người gửi tiền họ sẽ cân nhắc rất là mạnh đối với cái động thái mà gửi tiền vào ngân hàng. Cho nên là cái câu chuyện giảm lãi suất cho vay đầu ra nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa, chứ không phải là cứ giảm được lãi suất đầu vào là chúng ta ngay lập tức có thể hạ được lãi suất đầu ra. Mặc dù vậy, theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia kinh tế, đợt giảm lãi suất huy động vừa qua chỉ xảy ra ở một vài ngân hàng dư thừa nguồn vốn huy động ngắn hạn, một phần cơ cấu lại nguồn theo hướng khuyến khích khách gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn dài, có chăng chỉ có thể giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên. Các ngân hàng thương mại cổ phần thì lãi suất huy động chung và dài hạn thậm chí lại còn có xu hướng điều chỉnh theo xu hướng tăng lên cơ. Do đó là nếu mà nhìn tổng thể thì lãi suất đầu vào giảm thì sẽ có điều kiện giảm lãi suất cho vay là đầu ra. Thì ở đây thì tôi cho là cái lãi suất cho vay mà ở các lĩnh vực ưu tiên, mà cụ thể là 5 lĩnh vực ưu tiên, và lại theo chỉ đạo chính phủ nữa, theo chỉ đạo ngân hàng nhà nước nữa, thì tôi thấy là giảm, cái điều là giảm. Còn cái lãi suất cho vay thương mại đại trà ấy, thì nó đã có tác động lan tỏa rộng chưa ấy, thì tôi nghĩ là nó vẫn còn hạn chế. Lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định trong 3/4 quãng thời gian còn lại của năm 2018 này. Về lãi suất đầu ra thì chúng tôi kỳ vọng là với cái sự quyết liệt của chính phủ, ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng cũng như là từ phía doanh nghiệp, từ phía khách hàng thì cái lãi suất đầu ra chúng ta phấn đấu giữ được ổn định như là năm vừa qua cũng đã rất là tốt cho nền kinh tế cũng như là cho doanh nghiệp. Theo suy nghĩ tôi, giữ được ổn định như năm 2017 cũng là vấn đề khó khăn, chứ đừng nói đến làm sao phải tiếp tục hạ nữa. Bởi vì sao là như vậy? Bởi vì
cái vấn đề là bơm tiền của ngân hàng nhà nước không phải muốn bơm bao nhiêu được, nó còn phụ thuộc vào điều hành chính sách tiền tệ. Mà trong bối cảnh thì rất nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay người ta đang thực hiện một cái chính sách tiền tệ rất thận trọng, thậm chí là thắt chặt, bởi vì cái nguy cơ tái lạm phát của một vài nước là nó có điều kiện nảy sinh. Và trong cái bối cảnh mà Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ là cũng đưa ra một cái thông báo rất là rõ ràng, năm 2018 là ít nhất là điều chỉnh theo xuống tăng cái lãi suất đô la Mỹ là 3 lần, mà đã điều chỉnh một lần rồi. Thế thì những vấn đề đấy là nó tác động đến thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Tại hội nghị cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng vừa qua, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra khẳng định, việc giảm lãi suất đang là áp lực đối với các ngân hàng thương mại, bởi các ngân hàng vẫn phải đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền. Trong khi đó, chỉ được sử dụng 80% lượng vốn huy động để cho vay. Các ngân hàng thương mại muốn giảm lãi suất cho vay thì cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc cắt giảm mọi chi phí hoạt động. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.